Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị và bạn một con xe 7 chỗ Toyota Innova. Con xe này là 2013 và đã lên form rồi. Đấy, 2013 lên form, anh chị bạn có thể thấy là mặt ga lăng khác này, phần đèn khác này, đấy, nhìn nó đẹp hơn. Mặt ga lăng này thì nó thiết kế được nhiều cái lưới tản nhiệt, cũng như là về phần đèn. Thì phần đèn ở đây nó được gấp khúc, đấy, nhìn nó khỏe khoắn hơn. Nó không như những cái form cũ 2010 hay 2011 thì nhất là đèn của nó vẫn là bo, không gấp khúc như thế này. Thứ hai nữa là về phần mặt ga lăng này thì nhìn của 2013 này thì nhìn form mặt ga lăng đẹp hơn. Con xe này thì là giá nó chỉ khoảng tầm 315 triệu là bao rút hồ sơ, và hiện tại thì xe đã cho đi rút hồ sơ sẵn rồi. Xe thì mang biển số Hà Nội, nên là những anh chị và các bạn nào mà chúng ta ở khu vực Hà Nội thì có thể là ra tên con xe này rất là rẻ. Hiện tại thì theo như thông tư mới thì có lẽ là ra tên thì kể cả biển tỉnh ra tên ở khu vực Hà Nội thì cũng không mất 20 triệu, nhưng mà nó chưa áp dụng hết. Thế nên là một số nơi thì là nó đã áp dụng rồi, còn một số cái thì chưa. Đây, phía bên trong nội thất này. Con xe này thì là bảo hành cho anh chị bạn về phần đâm va tai nạn ngập nước, cũng như dịch vụ taxi và tổng thành phía bên trong cũng như bên ngoài của xe nó còn khá là đẹp. Đây, về phần tay nắm cửa này, bên xuống kính này, đấy, nỉ này vẫn còn rất là mới. Đây, nhìn cực kỳ mới luôn. Mặt vô lăng cũng mới. Đây, củ số này. Cái nội thất con xe này giữ được khá là đẹp, nhưng mà nó chỉ không có trang bị cái gì cả. Những con xe mà nó giữ nguyên bản như thế này thì chủ xe nó cũng rất là kỹ tính, thế nên là người ta cũng không có độ gì hết. Đầu đài vẫn là đầu đài CD nguyên bản. Để anh chị các bạn có thể nhìn qua về những phần tay nắm rồi phần nỉ. Tablo, tabli con xe này rất là đẹp. Đấy, bản đủ, bản E nhé, con xe này là bản E số sàn. Ở đây bản E nó là số sàn và bản G nó là số tự động rồi chị nhé. Trần vẫn là trần nỉ đây. Đấy, bản đủ thì nó có gương kính chỉnh điện này, có hệ thống phanh ABS này. Đấy, có 3 vùng điều hòa. Dàn hai dàn, dàn nóng và dàn lạnh cũng như là 3 vùng điều hòa. Vùng điều hòa trước, vùng đằng sau, ở giữa này và đằng sau nữa. Đấy. Xe 7 chỗ nên là ngồi ở phía nào thì cũng mát cả. Còn nếu mà bản thiếu thì nó sẽ không có, bản thiếu thì nó ở trên trần này nó không có cửa gió điều hòa. Tổng thành phía bên trong thì nội thất màu xám, táp lô táp ly rồi cánh cửa nó còn rất là đẹp. Lốp thì lốp con này thì cũng không phải là lốp mới, có nhiều con thì được chủ thay cho một bộ lốp vừa mới thay nên là cũng còn rất là mới. Con xe này lốp của nó thì còn khoảng đâu đấy khoảng tầm 70%, 70-80%, chứ cũng không phải là lốp vừa mới thay, cũng vẫn còn khá là dày, nói chung là sử dụng thì ok. Đây toàn bộ khoang máy của con xe này đây. Đấy, bản đủ thì anh chị bạn có thể thấy là đây cục phanh ABS này. Đấy, tổng thành của con xe này thì máy vẫn zin anh chị nhé. Con xe đi ít, chủ kỹ tính giữ xe thì máy nó vẫn còn zin. Keo chỉ răng giật thì vẫn nguyên, đảm bảo cho anh chị bạn phần đâm va tai nạn ngập nước, cũng như là xe con xe này thì không hề dịch vụ taxi tí nào cả, chủ rất là giữ xe. Đấy, tổng thành trong ngoài chủ còn giữ
gần như nguyên bản luôn, chỉ có sơn thì sơn sơn tỉa rồi lốp láp thì thay thôi, chứ còn nội thất rồi vô lăng cửa sổ đầu đài các thứ là chủ nó vẫn giữ nguyên bản, không có độ đẽo gì cả. Đây hàng ghế phía sau này, đây con xe này thì hàng thứ ba thì gần như không có ngồi, nên là đa số là treo lên như thế này thôi, không có ngồi 7 người mấy. Đấy, trần đẹp, trần sàn chơi chỉ đằng sau cũng nguyên zin luôn, không mất phần nào cả. Đấy, giá là 315 triệu là bán bao rút hồ sơ và xe đã đang trong quá trình rút hồ sơ sẵn rồi, 2.0e này. Đấy. Và nếu chị bạn có nhu cầu về con xe này thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở dưới màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại.